Moneta MBB. Máy này nó có 5.000, 6.000. Đây là thông thố dây 0.35, 0.40, 0.5, mấy 6.000, 0.45, 0.50, 6.000. Đây là tính số da. Bảy bạc đạn, cộng một bạc đạn phụ, 8 bạc đạn. Này là tốc độ quay 511. Mình mở cái máy Nhật Bản xem. Đây quay bằng kim loại hết, mà một lớp bạc inox. Máy này có cái ban toner ở dưới. Bằng kim loại hết. Này, máy Mifine. Mifine là một cái thương hiệu nổi tiếng của Nga. Đây các bạn. Đây là tốc độ vòng quay 511. Máy Moneta MB 5000. Cái dòng máy này có 5000, 6000, 2 size. Các bạn mua hàng, liên hệ số điện thoại ở trên màn hình, hoặc là các bạn comment ở video để lại số điện thoại, shop sẽ liên hệ lại các bạn. Giá sản phẩm 5.000 và 6.000, các bạn xem trên màn hình video, mình có để giá trên đó. Các bạn vào website adocau.com, website adocau.com, các bạn đặt hàng trực tiếp. Cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn khi mua hàng tại adocau.